Các khách du lịch thường khá với nhau rằng nếu đến Hà Nội mà chưa qua khu phố Tây Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến thì coi như là chưa đến Hà Nội. Và nếu đến đây rồi mà không xà vào vỉa hè, uống bia hơi thì coi như là chưa nếm được hương vị của Hà Nội. Hãy cùng tôi khám phá nền ẩm thực đường phố độc đáo ở đây. Are you? No. I try. And bring in the beer. Not to dip in the beer. I try this. Okay. What do you think about the view here when you're drinking beer? I really like it. It's very interesting. It's exciting. How is interesting? It's good to see the traffic. Does it make the beer better? Yep. A good view, a good atmosphere. Yeah. I like that too. I like the atmosphere here. Yeah. Bia hơi, bánh đa hay nem chua các bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ hàng bia nào ở Hà Nội. Tuy nhiên, uống bia ở đây và ngắm nhìn Hà Nội từ một góc phố cổ, tôi cảm thấy dường như bia ngon hơn và Hà Nội cũng đẹp hơn. Yes. Why? Ngoài quán bia hơi ở trên vỉa hè thì ở khu phố cổ còn có rất nhiều các quán bar và nhà hàng rất độc đáo và thu hút khá nhiều khách du lịch. Tôi thấy ở đây có quán Half Man Half Noodle, nửa người nửa phở. Nghe cái tên rất là lạ, tôi phải tìm hiểu ngay bây giờ. Em thấy là nhà mình có cái tên rất là lạ ấy, là Half Man Half Noodle ấy. Thì tại sao có tên? Tên này là xuất phát từ người chủ quán của mình, người New Zealand. Cái tên quán là xuất phát từ một cái ban nhạc vùng miền Liverpool của nước Anh tên là Half Man Half Biscuits. Đã đam mê cái ban nhạc và anh ấy đã lấy cái tên là Half Man Half Noodle. Giờ cái lý do tại sao là noodle từ biscuit sang noodle bởi vì là ở nước Anh ấy thì cái bánh biscuit khá phổ biến, rất là phổ biến, nhưng mà ở Việt Nam thì noodle tức là phở, phở là cái món ăn rất đặc trưng ở Việt Nam mình. Vì thế anh muốn mang một chút gì đó ở quê hương xa xôi nhưng mà có một chút gì đó ấm cúng gắn bó ngay tại đất nước. Thèm thơm quá. Không biết là trong thực đơn mình là có những món gì ấy? Nướng barbecue của mình có gồm có đùi gà này. Đùi gà. Một đùi gà này. Thêm đùi gà. Cánh gà này. Cánh gà rồi. Một sườn lợn này. Sườn lợn. Mà nó là kiểu cà chua các thứ. Anh ơi, một đĩa hai chân gà này. I give you the last, okay? Alright, I'll get the last. Và một đĩa nữa thì là một chân. Anh order từ từ bình tĩnh, cứ đứng đây một tí xem. Nhìn như này là sắp hết rồi, sợ lắm. Rồi, không sợ, không sợ. Ở đây thì mọi người đến thì thường là gọi món gì nhiều nhất ạ? Ở đây thì mình mọi người ra số là sẽ dùng bò viên. Bò viên. Ôi thêm một cái bò viên trông ngon thế. Thêm món này đi. Rồi, món một cái xúc xích. Như vậy là tôi có đầy đủ tất cả món ăn ở đây rồi. Tôi có đùi gà này, thịt thăn nướng, lườn gà, xúc xích. Lại còn có bò viên, món được rất nhiều người yêu thích. Và đặc biệt là thịt xiên tổng hợp đây. Hôm nay là có một người tổ chức sinh nhật ở đây. Và chỉ vì thế mà chỉ hôm nay mới có món này thôi. Rất là may mắn. Và bây giờ tôi phải đi tìm chỗ đã. Ước gì tôi có cái dạ đầy to hơn gấp đôi như thế này để có thể ăn được tất cả chỗ này. Can I take a seat here? Of course. Yeah, thank you. Hey, do you often come here? I come here more than I should. Really? This is my favorite bar. Oh, really? Yeah, this is our favorite bar. Actually, it's the perfect bar. Very good atmosphere. Really? Okay. Good. Friendly. Family. Yeah. University. That's a new... There are a lot of them. There's no... Chicken street? Thực sự là tôi không thể dùng từ ngon để miêu tả món ăn ở đây. Bởi vì một món ăn như thế này cộng với không khí xung quanh tôi như thế này thì tạo nên một hương vị còn trên cả ngon nữa.